Xin bạn, hôm nay máy của nội sẽ giới thiệu cho bạn chiếc máy Canon 5D Mark 3. Thì những bạn nào đang dùng 6D hay là 6D2 mà muốn có hiệu năng chụp tốt hơn nhé, mình nhắc lại hiệu năng chụp tốt hơn nhé, thì lựa chọn 5D 3 này hoàn toàn hợp lý, nó rất là bền bỉ luôn. Đó, các bạn mà làm dịch vụ thì chọn dòng này để cày thì thoải mái luôn, làm ra vài cái nhà cũng được. Đó, nhưng trên tay mình đây là một chiếc máy khá có giá rất là rẻ, đang giá có giá thanh lý rất là rẻ tại máy của nội. Các bạn quan tâm thì liên hệ trực tiếp ngay. Còn nếu bạn làm muốn hàng đẹp như mới thì bên mình cũng sẵn hàng luôn, có mấy tầm 10 ga sót thôi cũng có nhá. Anh em quan tâm thì hãy liên hệ ngay ở dưới nhé.